Ok. Tôi đang thấy được một bài chickboy là 25 dân mà kích đời đang khá là ổn dành cho con Grick. Một trận thi đấu đi dâng L lên cũng phải thôi. Con Grick thì nó buộc được phải dâng lên để ôm vào nhà của Hitty thôi. Ô kìa. Đang thấy con sư tử nó cắn chết cái gì ở trên này, hình như là con hiêu. Hai voi ở đây không thấy. Hai voi ở đây không thấy thì khả năng không phải là chỗ này. 12 giờ. Đây rồi. Có đây. 12 giờ có đây. Bảy vàng. Vâng, CBA luôn. Ăn thêm tí gỗ. Phải ăn thêm tí gỗ. Vâng, một bài lên đời là sớm hơn dành cho game thủ chipboy. Sớm hơn không quá nhiều.
Tiếp tục xin con tê ra không? Vẫn đang còn thừa lực xin nốt con tê ra. Hai tê nó bắn cho nó đau. Mất bãi vàng rồi. Bên kia chắc là vâng ăn vàng lại thủ phù thôi. Đóng A ăn vàng thủ phù thôi, không có gì khác à. Phủ bên trong vậy mất hai con chém rồi anh em ạ. CBL ở nhà, CBL ra thêm chém ở nhà để gỡ được vâng cho những tên đi công đến từ bên phía bên kia. Con Grick này tạm thời để... con Grick thì nó lại không có quân để chống phù đấy, khó cái điểm đấy. Xin được con giò không? Cố xin được con giò để ấy không? Để đi giò đồ ăn không? Giò ăn hoang của họ ở ngoài không? Từ dân và tham lai thì vẫn đang đè dành cho chip boy. Tuy nhiên là bên phía bên kia họ là ti, họ có phù, họ đang thủ được cái khu bãi gỗ bên trong, họ chưa quýt. Các tôi đang rất cần đó chính là con giò để xem là liệu rằng họ có đang hoang gì ở cái gần cái khu vực nhà mình không. Giò từ trong 9 giờ đi ra đi để xem nó có chạy dân ở đấy không. Tạm thời nó vẫn đang sắp nhiều chém. Đây ra xây bên bên phía bên kia họ xây thêm cái A kìa. Nâng chấm 4 đến từ chiếc bòi.
rồi bằng này chém thì hai con phù đứng bên trong nó không phù nổi rồi. Với bằng này chém thì hai con phù đứng bên trong không thể vẫy hết được. Xem nó có tháo cống chạy đi không thôi. Chém cả nhà BA luôn. Chém cả nhà BA luôn thì xem nó làm gì. Chém làm được những gì. Đấy, vậy đi. Vào. Hết gỗ chưa? Vâng, gõ 1 dành cho game thủ 2K1. Tỷ số là 1-0. Romania. Quân được coi cân cơ. Ice all of them.
Rồi. Ok. Câu được đôi voi. Đưa được một đôi voi về. Tiếp tục là một trận thi đấu mà chiếc boy đang muốn dí chết như trận thi đấu trước. Mà nếu mà trận thi đấu này dí thì tôi nghĩ có lẽ là nhanh hơn. Ô, oh, bếp lửa bập bùng này. Ồ, vừa mới nhảy đời hai đến từ bên phía game thủ 2K1 thôi. BP luôn. Vâng, gõ một dành cho game thủ 2K1 và tỷ số là 2-0. Một trận thi đấu tương đối nhẹ nhàng và chỉ cần lên đời thôi. Chỉ cần lên đời thôi là đủ. Vâng, chào anh Mạnh Thảo nhá. Xin lỗi anh em vừa rồi thì không để ý. Anh em comment chưa chào được.
Vâng, như bên kia đang lag hay là không làm không không vào được hay kiểu gì thì không lập được mạng này. À, không thấy lập mạng hết nhỉ? Rồi, hai cái bước vào rồi. Thế bên kia không lập được mạng à? Yes. Summer. Summer. Xăm Almost mát. Rogan. Ok. Alamos,
Một voi, vâng, một voi một bầy hươu về không biết. Vâng, anh em cho tôi hỏi là có thêm đồ ăn gì chưa đấy. Vâng, đây là cảm giác một bài khá là nghèo nàn đến từ bên phía Chip Boy. Đây có bãi quả đây. Cuối đời thì tìm ra cái bãi quả nó xa thật đấy. 25 dân đến từ bên phía Maxe thôi, cẩn thận. Bài này đưa về thế ăn hoang không? Đánh chém ăn hoang không nhỉ? Chứ còn bài này mà đánh ở nhà thì cũng không đỡ được. Bây giờ sư tử nó không thèm cắn mà thêm vâng. Thấy người nghèo nó chả thèm cắn luôn anh em ạ. Hai ba phần trăm bên kia lên đời rồi kìa. Không được. Không ăn được thêm con dân nữa. Vâng, có y đâm. Thôi chạy, vâng, tầm này thì phải chạy thôi.
Ok kìa. Vâng, bị phát hiện ra cái chỗ khoanh ruộng. Thật ra là 29 dành cho game thủ Chip Boy. Bắn dẫn, bắn. Mình có cung R mà. Vâng, CA đến từ bên kia. Tơn này là một tơn mà chúng ta phải lọt vào sớm để chạy. Và dồn quân lực lên đây và lọt vào sớm nhà của màu 3 mới được. Chứ không lọt sớm tên này là chết đấy. Lên được cung A là mình tiệt luôn. Không lọt được rồi. Không lọt được rồi anh em ạ. Biết trong nhà có vàng không? Tôi đang thấy bãi vàng ngoài. Thì khả năng cao là mình đi tìm bãi vàng khác của họ đi. Ơ, dân này. Rồi, một đám dân đang đưa về đến từ bên phía game của 21 và chúng ta thịt luộc luôn cái đám dân này. Chú ý nha, không y nó đâm chết. Hết sức chú ý không y họ đâm chết đấy. Tỉa dân thôi. Đưa cung A đỡ rồi. Rồi, cũng pha được hết, coi như là hết cái đám dân đấy rồi. Một thằng sống sót chạy về thôi. Úi giời. Như không ra được nhiều quân nữa. Không ra được nhiều quân đâu anh em ạ. Không có vàng mà. Đấy, cái bãi vàng trước cửa nhà cần phải xem là họ có ăn không. Tôi nghĩ khả năng cao là họ vẫn phải ăn thôi, chứ không làm gì có vàng mà đánh. Đang ăn vàng rồi đấy. Tôi nghĩ là cái bãi vàng thì họ đang ăn rồi đấy. Bãi vàng trước cửa nhà màu 3 ấy. Chắc chắn là ăn rồi. Để cũng ok là chắc chắn là ăn rồi. Không sai được. Đấy. Lạ gì. Tôi lạ gì anh em. Tại vì là không ăn thì làm gì có vàng mà đánh cũng A. Mà nếu mà con Max xem không ăn vàng thì cũng chẳng có quân gì mà đánh cả. Không tỉa được dân rồi. Tuần đấy lẽ ra phải cố gắng được tỉa mấy thằng dân kia đi. Để cung R này đủ tỉa. Với băng này cung R là đủ tỉa nhá.
Phang dân kìa. Chạy đến đây rồi, phang dân luôn kìa. Không có vàng, không có vàng không làm gì được đâu mà. Chỉ có cho dân đi mà lén lén lút lút là đi ăn bãi vàng khác thôi. Cái kìa cả y luôn. Nào bây giờ chú định làm gì? À, cái bãi vàng trên kìa. Bãi vàng trên kìa. Không, cũng không. Vâng, cũng không có, vâng, chưa ăn được vàng. Chip Boy vâng gõ một hộ đối phương luôn ạ. Chip Boy đang gõ một hộ 2-1 luôn, tỷ số là 3-0. Vâng, không đánh kênh Chip Boy á. Cái fanpage Chip Boy bỏ lâu quá rồi, bây giờ không có người theo dõi nữa rồi kìa mọi người. AC. Hai con AC à? Vâng, hai con AC đối đầu với nhau trong trận thi đấu này. Oh,
Rồi, vậy là vâng anh em mới thấy là lên upload được chúng đôi voi anh em ạ. 27 vâng bài của Chipboy nó bài của Chipboy thì nó coi như là lên được đời thì lên được đời thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta có thể thấy là nó không đến cái mức độ gọi là vâng đẹp. Hai bài rồi. Hai trận thi đấu rồi đều bị dính những cái bài mà phải đi ăn cực kỳ xa để có thể đủ đồ lên đời được. Rất khó chịu với cái kiểu này. Ok. Chipboy thì chúng ta cũng không nghi ngờ gì về cái sức thi đấu của Chipboy cả. Tuy nhiên là phải xem hôm nào nó đen, hôm nào nó đỏ, hôm nào nhà có việc hay không, hôm nào cần phải trông con hay không. Bây là bên kia lên đời sớm hơn và hiện tại họ đánh thẳng cung nhá. Xem Hồng Anh có ăn chửi á. Mỗi cái tệp khách hàng khác nhau anh em. Rồi là mỗi một cái tệp khán giả thì nó thích một cái kiểu khác nhau. Vâng, cố gắng lên mấy dân. Rồi đục ruộng à, xin lỗi là vâng vụt ruộng, đục ruộng của họ cứ vụt ruộng thôi. Nhưng mà chưa ra là cùng cứ vụt ruộng này. Có thể đường đằng sau vẫn còn đang còn nhiều này. Họ chưa ra được nhiều cung, mình cứ vụt ruộng để cho họ không có lực, cứ ruộng mà phệt. Xa. Ba con cùng R đối đầu với 6 con lạc đà. Vâng, chiếc bom đóng một nhà BA để có thể xin cung R. Xin thêm một vài đơn vị cung R để đi bắn cho nó, bắn cho nó ổn anh em ạ. Bắn cho nó chết hẳn.
chạy rồi, chạy rồi, ruộng chạy rồi, ruộng họ chạy hết rồi, còn mấy cái bãi gỗ thôi. Còn có gì đâu anh em, bên Hồng Anh thì nó là truyền thống rồi, có đánh hay đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ chửi. Thắng hay thua thì vâng, khán giả bên phía Hồng Anh thì nó là cái truyền thống, mặc định là nó chửi rồi. Vâng, nhiều khi là tôi nói với anh em không tin là bình luận cho Hồng Anh nhiều khi nó áp lực. Tại vì là nếu mà chửi thì bình luận viên nhìn thấy, chứ còn thằng game thủ nó có thấy đâu, nó có vào đọc đâu. Tại vì nó đang đánh mà, nó đang nhìn màn hình nó đánh thì làm sao nó đọc comment được, đánh xong thì nó lại vào đánh tiếp. Cho nên là chửi nó cũng chỉ có bình luận viên xem thôi. Mà nhiều người thích vào, nhiều người người ta thích vào xem Hồng Anh tại vì là được chửi. Nhiều người người ta thích vào xem tại vì là được chửi anh em ạ. Chửi Hồng Anh thì không có lý do gì để có thể ban đi được. Tại vì nó là thói quen rồi, nó là một cái truyền thống rồi. Và người tụ được khoảng gần chục con cung R đến từ bên phía 2K1. Cẩn thận, nó tỉa hết lắc đà bây giờ em. Vâng, cung R AC nó tỉa nhanh lắm. Rồi, tên này vây bắt. Điểm gì? Vâng, em định làm gì 2K1? Vây bắt, vâng, ôm hết cái đống cung R của họ luôn, vẩy e. Không có tình huống vẩy e. Chặn đầu. Này thì vâng, quýt không nói một lời nào đến từ 2K1 cả. Tỷ số là 4-0. Mark AC vẫn là một bài được cầm AC đến từ game thủ 2K1. Và trận thi đấu này thì vâng, chip boy cầm Mark C nữa cơ. Hồng Anh á, Hồng Anh đánh ngủ. Chả phải đâu anh em ơi. Vâng, cái phần vâng, nhiều anh em tức vì xem nó đánh bị ức chế là cũng có. Nhưng mà tôi nghĩ là bên cái phần đông là chửi hùa thôi. Rồi giật. Rồi anh em cứ so sánh thử xem bây giờ kiểu gì thì cái view của bên phía Hồng Anh nó vẫn cao hơn. Tại vì là cái phần đông khán giả bên đấy thì họ chờ để được chửi, giảm áp lực của cuộc sống, giảm stress, tự chữa lành vết thương bằng cách là bằng chửi bới người khác. Đó là phần đông đấy, tôi dám khẳng định với anh em là như thế. Còn những anh em mà xem mà không nói gì, hoặc là anh em chỉ vào xem chơi vui vui thôi thì cái đấy là một chuyện khác.
Mấy như mấy anh em mà bảo là thôi xem tức quá ra không chịu được, tao phải sang xem chiếc boy thì là anh em đã có mặt ở đây rồi. Tôi giải thích như thế đã đủ hợp lý chưa anh em? Vâng, cảm ơn anh Mạnh Thảo nha. Đó, đừng đừng nói cái câu đấy, đừng nói cái câu còn chửi còn quan tâm. Anh em xem chip boy có cần thằng nào chửi đâu, có cần ra ai phải chửi nó đâu, nó đánh nó cứ đánh, kể cả là có người chửi nó đi chăng nữa thì nó cũng chả quan tâm, nó đánh kèo của nó là được rồi. Chứ ngày xưa thì chip boy nó cũng có nhiều fan chứ nó cũng đâu có ít đâu. Kèo hay mà bình luận như cơm nguội. Vâng, cảm ơn anh gì đây, Hoài Tuấn, anh có thể donate để bình luận viên có thể có cơm nóng để ăn không? Tại vì là mấy ngày hôm nay chưa được ăn rồi. Vâng, cảm ơn anh đã nhận ra cái sự khó khăn của bình luận viên. Bài cũng được nha, bài cũng được. Có cước sắc anh em ạ, người ta gọi là có cước sắc để thi đấu, nhưng quan tâm là cái vấn đề quan trọng là bên kia thì họ là cái con AC. Nếu mà vâng cả hai bài đều đẹp thì chắc chắn là con AC nó sẽ dễ ép đời hơn so với con Max C. Đâu rồi? Hai mươi bảy dân đến từ 21. Dí lên thôi. Vâng, đương nhiên là phải dí lên thôi. Cái con Maxe này thì trừ khi bài quá khung. Bài quá khung và coi như là không có chỗ để lọt thì mới đánh ở nhà. Chứ không thì cứ dí lên mà đánh. Vì đằng nào mà nếu bị mà bị chăn dân thì cũng không chạy được anh em ạ. Ô kìa, thiếu đúng 6 thịt kìa. Trôi mất gần hơn 20 giây anh em ạ. Ừ, gần 20 giây. Thiếu đúng 6 thịt. Cay nhờ, cái quả thiếu mấy thịt này rất cay nha. Hai cái một thua. Thua ai chứ thua chip boy tôi nghĩ là bình thường anh em ơi. Ô đâu, đang đóng nhà điều kiện ạ. Vâng, vậy là kích 11 hai mươi mấy, 11 30 mới kích được đời anh em ạ. Vâng, thua ai chứ, vâng, tôi đang nói là thua ai chứ thua chip boy thì nó là cái chuyện bình thường. Làm gì có game thủ nào bây giờ mà nhận định là trong trong cái đội mình đang thi đấu với trong cái đội mình đang thi đấu với nhau này thì làm gì có ông nào dám nhận định là mình có thể thắng 100% với chip boy được, không có. Bây giờ đang đưa về ăn vàng. Trận này 21 có lên đời đâu anh em, trận này 21 lên đời sau mà, lên đời muộn hơn mà. Việc lên đời muộn hơn thì nó là cái chuyện thua là dễ hiểu thôi. Vẫn còn đang lọ mọ đời 3. À xin lỗi, là vẫn còn đang lọ mọ đời 2. Chip boy nó có chém rồi. Chưa ăn được vàng đến từ 21 đây. Đấm một y luôn.
Đóng luôn một y, vâng, vừa mới nhảy 3 đến từ vị trí của Ga21. Giúp mình hết trong cái hốc đấy rồi. Thu mình lại trong cái hốc đấy rồi, không còn gì nữa rồi. Đóng A bên trong, vâng, định đóng L để đánh bài đánh chém ăn hoang. Nhưng mà phải đóng A ở trong hốc để có thể thủ. Đây, bãi gỗ đây. Bây giờ thì bằng tôi đang thấy là tương đối giống với cái bài Grick. Với cái bài Grick Hitty trận đầu. Chạy mất rồi. Không, họ vẫn đang ra được cung R đấy. Thế thôi, nhưng mà những cái số lượng quân của Chip Boy nó là phải giải rác khắp bản đồ, nó chưa tập trung được. Cũng hết sức cẩn thận đấy chứ đừng có đùa nha. Vâng, lên sọc đơn để đánh. Lên sọc đơn cộng thêm cung R để có thể thi đấu. Chip Boy vẫn đang muốn đi tìm dân anh em ạ. Muốn đi tìm những con nông dân của 21 nên nó chạy đi ăn hoàng chỗ nào. Sợ khổ quá, con sư tử này. Đây anh em thấy không? Sư tử, cái giống sư tử trong game hay là sư tử ở nhà nó cũng thế. Những cái giờ phút quan trọng, những cái lúc mà hiểm nghèo thì nó ra nó cắn. Nó đè đầu cưỡi cổ, quen rồi. Chín không, chưa thấy thông tin gì. Vào thời gian gần đây cũng không chưa thấy thông tin về đời tư của thắng được public lên. Thằng đấy nó hơi kín anh em ạ. Nghe gì mồm mấy thằng bình luận viên anh. Mấy thằng bình luận viên, mấy thằng chuyên môn bốc phét. Nghe gì mồm mấy thằng bốc phét. Tôi nói anh em một vâng, có khi là cũng chỉ tin được của khoảng 5 đến 6 phần thôi. Đừng nói là mấy ông khác. Trong khi là mình là nổi tiếng thật thà rồi. Làm gì? Với không tới em ạ. Với không tới. Cầu tiếp đi. Một đàn y lao vào định làm gì? Từ từ. Từ từ vội thế. Vội quá, ôi ơi. Cái sư cái thằng. Vội vàng quá. Rồi, bục hốc rồi. Nhưng mà tôi hơi tiếc cái đàn y đây lao vào vội quá. Nó vừa mới thắng xe lòng xong đấy. Không, anh nó vừa mới thắng xe lòng trước xong. Anh em bảo không thắng được ai. Thật qua là cái tỷ lệ thắng nó thấp thôi. Rồi dọn hết nhà của họ đi. Dọn hết nhà của họ đi.
Trẻ để ý đến dân đấy không thì đến lúc mà người ta lại phang hết dân mình là cũng khổ đấy. Khoảng đôi ba con chém, đôi ba con chém kê cái các thứ đi. Đấy. Phải kê nhá, không kê là mất dân đấy. Rồi về bắt cung rờ. Có một đạo dân rất to, vâng, họ đang chạy đi đến từ 21, một đạo dân cực kỳ to. Đây họ đang về lại làm lại nhà chính cái này. Vâng, bây giờ thì chỉ còn biết là thắng hay thua thôi chứ còn anh em nói lý do thì làm sao mà có thời gian để giải trình với nhau được. Đây, mình cứ thắng đi cái đã. Thua thì bị chửi, thắng thì vẫn bị chửi nhưng mà chửi ít hơn thì thôi lấy cái thắng vậy, biết làm thế nào được, chẳng lẽ nó thắng lại bảo nó thua. Quay lại nhà chính rồi. Bên phía bên kia họ đang quay lại nhà chính. Lại tiếp tục một tấn công ca nữa bà. Kìa. Một hai con cung rờ đang đi bắn rất là khó chịu. Chờ ca nữa không? Chờ ca đã em. Wow. Đỡ thế nào được. Ôi da. Bảo trời ca đã lại ý hết những cái tên vừa rồi đấy, đến lúc mà mình ấy xong đấy là cái lúc mà mình vào được xong thì đã hết quân rồi, chặn đầu tên này thì chặn đầu rồi rồi, quýt tỷ số là 5-0. Quýt thôi chứ bục hốc đến hai, bục hốc đến hai lần rồi. Vâng, cảm ơn anh Mạnh Thảo nha. Đấy, anh không nhắc thì em cũng quên đấy. Anh Mạnh Thảo anh ấy đưa ra cái kèo là thắng được trận này thì vâng, gửi bình luận viên cà phê. Đấy. Uy tín, uy tín. Vâng, đây là con Mark C, tiếp tục là Mark C đến từ Chip Boy. Những cái quân gì nhỉ? Thấy vâng, thấy cầm Mark C đánh hay là cứ cho Mark C, là bên kia là Pan anh em ạ. Ui. Thế mà Mark C của Chip Boy đánh nhau với cả thế giới à? Cho cầm cái quân gì khác đấy có được không? Cầm con Mark C mà đã chán lắm rồi.
Vừa nhận được donate 100k đến từ anh Mạnh Thảo. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Đây. Rồi, một đôi voi, một đôi voi, một bầy hươu đưa về. Đó là cái bài con Maxe, bài này có vẻ kín đấy. Ừ, thật ra bài này nếu mà không được thì được, cũng là một bài có thể không đấy anh em ạ. Nhưng mà đây cái khoảng đất này hơi hơi rộng. Giá như ở trên, vâng, giá như ở trên này nó có thêm cái gì nữa thì tốt. Tại vì là cái chỗ bãi vàng ấy thì chúng ta sẽ bị nếu mà con pan thì nó cũng không rở, nó sẽ khai thác được, nhưng mà đương nhiên là ít khi mà chúng ta gặp được những cái tên tên bị quân như vậy. Ăn gỗ ở đây à? Bò trên chăng? Nếu bò trên thì rộng quá, con bác xê thì nó sẽ không quản lý được. Có cánh rừng bên trên nhưng mà nó xa quá. Đang tìm đây 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 đây, đây. Có bãi quả đây rồi. Vậy là cũng đã đủ đồ để chip boy có thể ép đời cho trận thi đấu này. Ăn chanh ạ. Hỏng rồi. Vâng, vậy là chiếc boy phải nhanh chóng tìm thêm đồ ăn nữa mới được. Chứ ăn chanh theo cái kiểu này thì rất nguy hiểm. Tại vì ăn chanh với pan. Đây có bầy hươu. Ăn chanh quả với pan. Ô, bên kia 2k1 tự. À không, vậy là họ vẫn ăn được 3 cây. Tưởng là tự, vâng, bóp dế. Tự tay bóp dế thì cũng hơi khổ. Chỗ này kín, vâng, kín bưng luôn. Như thế này thì thiếu gỗ nha. Đóng thêm BS ăn hươu này thì hơi thiếu gỗ đấy. Ok. Dân nó còn không thèm làm việc cơ. Rồi cẩn thận nha, tí nữa bò không được là vâng, phải tôi chốt luôn cái E đấy. À không, thực ra cũng không chốt E được tại vì là có hai đầu hở anh em ạ. Bãi vàng đây chưa ăn, vậy là họ đang ăn bãi vàng trong nhà ấy. Một khung một 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 cái khu vực ăn gỗ đang bo cực kỳ kín đến từ bên phía 2k1. Như thế này thì chém nó nở bên trong rồi. Xong lại phải đen e ra cho chém chạy đấy. Tôi biết mà. Con nông dân định làm gì đấy? Hai con nông dân bắc lên đây định làm gì?
có mưu đồ gì? Không được, mà không hạ sát được con nông dân kia anh em ạ. Chắc nó định đâm vào, nó đang định đâm thêm cái nhà gì vào nhà của Chip Boy. Đóng A bên trong. Không để ý, không để ý. Không đóng được nhà đến từ bên phía 21, không công được thêm nhà rồi. Mày này. Này thì công này. Nhưng mà vẫn 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 phải hết sức cẩn thận tại vì là cái số lượng lạc đà người ta đang đông nhá. Số lượng lạc đà người ta đang khá là đông ấy. Đâm y anh em ạ, nó vẫn kịp xây này. Vẫn xách dần dần lên, nó kịp xây. Đóng thêm y đến từ hai cắm, đóng thêm y đến từ chip boy. Ui rồi, gấu thế nhở? Có cả ca nữa anh em ạ. Công cả ca luôn mà. Lắm thế. Hơi mệt tại vì là bên phía bên kia thì họ có bánh xe, nông dân nó làm việc tốt hơn. Nông dân Pan nó vẫn làm việc tốt hơn so với nông dân của Maxi. Lọt nhà mất rồi. Biết nó công ca nhưng mà vâng, y không đủ để mà mình vỡ rồi. Trận này thì vỡ rồi anh em ạ. Trận này thì vỡ hẳn rồi. Mình chơi đâu có cả ca cơ mà. Tỷ số là 5-1. Vậy là game thủ 2K1 đã vâng, giật lại được một trận. Min Oan bằng Min Sam. Quân thì khác rồi. Đã có quân khác cho Chip Boy nhưng mà quân hơi tổ. Rogan,
Đang đưa nốt một con voi về đây bầy hươu thì cơ cấu cạnh chữ BS rồi. Có thêm được cái gì không? Nãy giờ là thêm được cái gì chưa? Đang chưa thấy được chiếc body giò. Có bãi quả rồi, ừ. Có bãi quả phụ rồi thì cái bài cũng đã đủ dành cho game thủ chiếc boy 23. Đợi lại kìa. 8 phút 05 thôi. Cũng không phải là một bài sớm. Thật ra thì như thế này là cũng đã đủ. Nhưng mà có lẽ có thể sớm hơn được một chút. Một chút thôi, không nhiều. Ở đây là đằng sau nhà có bãi quả nữa này. Thấy dân của bên phía 21 đã lo bộ quanh đây rồi. Bên phía bên kia như lên đời sớm ấy kìa. Đúng rồi, bên kia lên đời sớm. Không đánh được ấy rồi, không đánh được cung A rồi. Không đóng được S ăn vàng ở đây đây, đóng được cái chỗ này. Nó cũng khổ chứ. Cảm giác nó khổ. Bãi quả này thì không biết là liệu rằng có phải 21 nó đang bú ở đấy không. Giờ chưa kịp làm gì đã có con giò đến chọc. À không, 21 không ăn bệnh. Vậy là nhà họ không ở đây à? Nhà bên kia họ đẹp đấy. Ôm gỗ lên đời xong đóng luôn cái P. Nhà A, à xin lỗi, nhà BL họ sẽ ở đây rồi. Đóng A luôn à. Đóng P sợ rằng không đủ lực. Có làm cái... Oh.
Vâng, ăn được hai con dân đang đi dâng đến từ bên phía 21. Đây là một tên ăn được. Ý, nhưng mà đằng sau cánh rừng kia nó vẫn đang hở rất là nhiều. Trong khi đó chiếc boy lại còn chưa có bánh xe. Vẫn cố ăn thôi. Vẫn phải cố ăn thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Không ăn để lấy lực đâu ra mà đánh. Vẫn phải kịp, hay quá. Hết cái đám ấy rồi, hết dần vàng mất rồi. Thiếu tí gỗ này, úi giời, còn cung ngang ở bên ngoài. Đau chưa? Đúng là cái lúc mà nó đen thì cái gì nó cũng đen anh em ạ. Lúc đã đen rồi thì cái gì nó cũng sẽ đen. Rồi lên được cung A hai áo rồi. Không vẫy được con cung A nào, không phủ được con cung A nào đến từ game thủ 2K1. Hai con phủ đều đen. Chiếc boy đang muốn dí lên à? Chiếc boy đang muốn dí luôn cái tần cung A này lên. Có làm cái giáp chưa? Chưa có giáp. Chưa có tí giáp nào cả. Rồi. Cũng vẫn là một tuần vầng phủ khá là lâu đến từ bên phía 2K1. Bây giờ mới vẫy được con cung Nga rồi. Tiếp tục đưa quân lên tiếp viện không? Với cái tên cung Nga đấy thì sắp hết rồi. Họ ra quân là họ tỉa được. Có đưa quân lên tiếp viện không nhỉ? Bắn dân xăm thì nó lâu lắm. Bắn dân xăm nó không đau anh em ạ. Kể cả cung Nga min đi chăng nữa, bắn dân xăm nó cũng chả đau. Dân họ cứ chạy đi thôi. Bây giờ thì mình có thời gian để mình cơ cấu để phát triển ở cái khu vực trong góc. Làm thêm mấy cái ruộng nữa. Rồi bên phía bên kia phải cơ cấu lại để có thể ra cung R. Ta phải gấp rút cơ cấu để có thể ra cung R. Vì đây là cái thời gian rất là hiếm hoi để chip cơ cấu được nhà. Bây giờ bãi vàng. Phải làm sao mà lên được cái bánh xe nữa. Nếu mà không có bánh xe thì nó cũng hơi tù. Đốt nhà BL đi. Cung thì ít là đúng rồi anh em. Bò rúi rụi rồi vâng, ăn quả ăn kiếp các thứ ngay thời điểm đầu thì làm sao mà nhiều cung được. Ôi. Đấy, mấy con sư tử thì nó khốn nạn thật.
Ăn vàng đi thôi. Cho dân ăn lại vàng đi. Không chết đấy. Không có vàng là chết đấy. Năm mươi mốt rồi. Vâng, tham lai đã là khá to thì có chip boy rồi. Bên kia ra khá nhiều cung nhá. Bên kia BC nhà chính mới các kiểu. Vâng, ra cung R. Hình như là họ đang lên cả cái đầu máu ấy thì phải. Ừ. Vậy chip boy còn chưa có được cái bánh xe cho những con nông dân và chưa có chặt gỗ hai cho mình để có thể thi đấu. Đến nơi chờ. Nơi chờ bắt cung. Không phải gì, vâng, vẫn đang tính bài gì, ok. Vâng, những con cung R nó khá là cơ động nên nó tỉa tót cực kỳ kinh anh em ạ. Mình không để ý tí thôi là mình sẽ bị mất cung ngay. Vâng, điều cung cũng kinh đấy. Cơ bản là những con cung Nga của game thủ chip boy thì nó lại còn chưa có chặt gỗ 2. Nếu mà tương thiếu quân thôi. Thiếu khá nhiều quân. Thiếu rất nhiều quân rồi. Tham Lai bị đì lên rồi. Cái lợi thế về cái nông dân nó vẫn... Lợi thế và cái con nông dân nó khác. Mình bắn dân họ trả được bao nhiêu. Tại vì là dân xăm bắn nó khó. Thế là dân họ có bánh xe họ chạy nhanh. Dân mình còn chưa có bánh xe. Vẫn đang để lực để sóc hết toàn bộ cung Nga thôi. Đây đang có một tên quân luồn xuống đây này. Một tên quân luồn xuống đến từ HK1. Đứng chặn đầu luôn. Bởi vì bên kia cũng tương đối rén. Nếu mà mất đơn quân to thì họ cũng thiệt. Họ cũng sẽ rơi vào nguy cơ là sẽ không có quân thủ nhà. Đang đi đường vòng ấy nha. Đó, quân tân đang đi đường vòng đến từ bên phía 2K1. Vẫn là cái mép rừng đấy. Vâng, có đẩy thẳng cái mép rừng ấy lên không? Vẫn phải đang chờ một tên to. Một tên to hẳn thì mới ăn được. Chứ còn nếu mà một tên như vừa rồi thì cũng chưa chắc là ăn nổi. Thua rồi. Đẩy nốt tân quân này là thua rồi. Họ đông hơn. Vâng, họ có công nghệ, họ đủ công nghệ. Và bên kia lại không đẩy tiếp anh em ạ, bên kia lại giật về chứ. Chờ quân tiếp viện à? Đúng rồi, chờ quân tiếp viện. Chứ không phải là họ không đẩy tiếp đâu. Dễ gì họ bỏ qua. Dễ gì người ta bỏ qua tỷ số 5-2.
Thằng này xoay quân nó vội vàng đấy nhỉ. Anh em đợi chút để xem quân gì nào. Đây là con phô này. Bên phía bên kia họ cầm quân gì? Babylon. Phô và baby. Đây đằng sau cánh rừng thì có thêm một đôi voi dành cho chiếc boy. Bầy hươu đá về không sớm. Lần thứ 18 mới được mới về được đến nhà. Ở đây khu vực này có rất nhiều đồ ăn đây. Cái khu vực hướng lên giữa bản đồ thì cực kỳ nhiều đồ ăn dành cho chip. Rồi bài này thì không đói. Không hề đói dành cho chip boy. Nên là chip boy đánh bao nhiêu dân thôi. Một tình huống đưa hai voi về. Rồi. Vậy là vâng, quyết định là bo luôn mặt trước cửa nhà, ôm luôn hai cánh rừng thôi. Đánh bằng hai cánh rừng. Ở cánh rừng này hơi xấu, cánh rừng dừa này khá là xấu. Không phải hơi nữa mà cực kỳ xấu, đóng S ở bên trong không ăn được. BL. Vâng, đánh lạc đà trước dành cho game thủ chip boy.
Cũng đã có giò đến rồi. Cực kỳ sớm nữa, có cả bằng công nghệ nữa anh em ạ. Không hề muộn đến từ bên phía game thủ 2K1. Chết con gió ạ. Chết kỹ để xem nó hở không nhỉ. Hở, không hở. Rồi, không hở rồi. Cuối cùng thì mới chết được con giò bên phía đối phương, mất tương đối nhiều. Mất cả con giò, mất cả mấy thằng dân. Và có thêm lạc đà nữa xuống, 2L à? Có phải là 2L không? 2A luôn ạ. Không, vậy là 1L2A. Ở 1L2A và đây là 3 tên lạc đà rồi. Vầy vầy bắt mấy con cung gờ kìa em ơi. Cố gắng vầy vầy bắt mấy con cung gờ kìa. Kìa nó điều ăn hết cung bây giờ. Cung họ đứng trên dốc họ điều ăn hết cung đấy. Cẩn thận. Khó chịu quá nhờ. Vâng, đang bị đưa về đối thủ đang cực kỳ khó chịu đến từ bên phía game thủ Chipboy. À, đục vào đây. Lao vào trong lúc 3 giờ như không phải nhà họ đấy thì phải. Nhà họ 12 giờ chăng? Đi hơi lâu, vâng, hai con lạc đà đi hơi lâu anh em ạ. Đây 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 đây, khu vực ngay cơ chứ không phải là 3 giờ. Vâng, đang có tên dân ăn hoang đến từ game thủ 2K1. Chipboy thì vẫn đang cố gắng chống đỡ, vẫn đang cố gắng thủ nhà, không cho họ vào. Đấy, tỉa tốt cũng được đấy. Ừ, cứ đứng tỉa thôi. Xây thêm một nhà BA nữa. Cứng quá, chỗ đây cứng quá, không làm gì được. Phần ruộng. Ê ê ê ê ê ê. Được nha. Vâng, trận này là hay đấy. Vâng, trận này Chipboy đỡ thủ nhà quá dẻo luôn. Có ra không? Chưa có một tên dí ra đến từ Chipboy. Nhưng mà không muốn ra. Vâng, gõ 1 rồi. Không cầm được đến từ game thủ 2K1. Tỷ số 6-2.
Trận này lên đời xong tôi tưởng thua cơ anh em ạ. Trận này lên đời xong là mình tưởng thua đấy, tại vì là bên phía bên kia họ lên sớm hơn. Bên phía bên kia họ lên sớm hơn, họ công trước. Ba tơ lạc đà mình mới có hai con. Pan rồi, rồi quân ok đấy, Pan Egypt, thế thì cũng xem, chưa biết được, nói chung là chưa biết được anh em ạ. Ok, một bài. Ôi, đánh nhiều dân thế. Tôi không nghĩ là chỉ có... Đây là quên à? Đánh hẳn 20 dân dành cho chip boy. Đó hay là đánh nhiều dân ăn gỗ cho nó khỏe. Oklahoma, Holmes.
Vâng, vẫn lên đời sớm hơn. Chipboy vẫn đang là bài lên đời sớm hơn so với bên phía bên kia. Đấy, tuy nhiên là vẫn đang hơi lỗi gỗ. Đồng 10. Vâng, bo nhà kìa, bo kỹ nhà rồi. À đấy, vẫn đang còn dân đây này. Vẫn đang còn khá nhiều dân ăn hoang ở ngoài đến từ bên phía game thủ 2K1. Ở đây sẽ một tuần dí lên thành cái chip boy. Ê, cẩn thận. Đang làm khó chịu những con nông dân đấy, đang chưa làm việc được đến từ bên phía game thủ 2K1 đóng một BA. Khả năng cao là sẽ có cà đấy. Không, đóng 2A anh em ạ. Đóng 2A chứ không đóng cà đến từ game thủ chip boy. Ốp chạy luôn. Vừa mới nhảy ba thôi. Vừa mới nhảy đời ba đến từ bên phía 2K1 và chúng ta chuẩn bị có cung R rồi. Mạnh xe lên rồi. Bẫy vàng của họ đây. Chắc chắn là bên phía bên kia sẽ đóng P thủ phù bên trong. Nguyên bãi quả, nhớ đóng nghe nha. Mít e kìa. Nó vẫy gì đấy? À, nó vẫy mất con giò anh em ạ, nó vẫy mất con giò của chim voi. Thôi cứ bắn xung quanh thôi, bây giờ cứ bắn xung quanh thôi. Làm gì? Bánh xe bây giờ mới có. Ông vừa mới có bánh xe đến từ game thủ 2K1. Làm sao mà đỡ được? Khổ quá, bỏ cái con tê ra được không? Vâng, quân đi đấy bảo nó bao vây hết ở ngoài rồi. Bao vây hết những cái con đường nó có thể chạy đi rồi. Vậy đi đâu? Lẩn trốn đi đâu? Này thì phù này, này thì phù này, rồi quýt.